Gái tai nghe thấy. Tới chưa? Đó, nói là vậy thôi đó. Ok em. Không đến nổi. Ừ, nói là vậy thôi đó. Em ở gần đây nha. Em ở Tân Hợp Dân. Ừ? Em bên Tân Hợp Dân. Tân Hợp Dân, nhưng cổ Gò Vấp luôn ha. Bên bên quận 12 ở bên đường bên kia. Ừ. Băng qua quốc lộ cái tới gì? Ừ. Em đi đường Thống Nhất qua đây hả? Nãy em đi Hậu Giác. Cái okay. Cái tiếng tít tít đó là cái bao tai nó kêu nha. Cái bao tai chị nó kêu á. Tự nhiên cái bao tai nó kêu là tít tít cái tít vậy nè. Ừ. Không thấy ai nữa ngoài mẹ hết á hả? Tao chỉ nó bị hơi vô hay gì á.
Lên đường gì xíu. Tới chưa em? Tới giờ hạ xuống. Ừ. Dưới cổ nè. Tới chưa? Ừ. Chưa? Em thích coi mụn hôm qua. Em không coi cái mặt em. Ừ.